Chào các bạn, mình sẽ trở lại với các bạn qua một cái video hướng dẫn sử dụng chương trình Microsoft Word, một cái phần mềm để chúng ta soạn thảo văn bản. Thì mình sẽ đi cho các bạn hai cái ví dụ, một cái là cái đơn xin việc và một cái ví dụ thứ hai là mình sẽ soạn thảo một số trang từ một cái luận văn tốt nghiệp lập sẵn để cho các bạn có thể hiểu được cách sử dụng ha. Ok, việc đầu tiên để chúng ta có thể sử dụng đó chính là chúng ta phải nhấn vào cái ô dưới này, và như các lần trước mình đã nói hướng dẫn, các bạn gõ thẳng chữ Word vào đây. Thì trong máy chúng ta có phần mềm Word cái phiên bản nào thì nó sẽ hiện lên ở đây. Như máy mình là 2013 ha. Thì nó hiện lên cái đầu tiên đây. Thì chúng ta cứ kiếm cái chữ nào mà blank document á. Blank document các bạn ha. Thì chúng ta mở đây. Ok, đây là cái giao diện để chúng ta có thể soạn thảo văn bản. Và trên đây là các thanh công cụ có các chức năng. Khi chúng ta đã sử dụng quen rồi thì chúng ta có thể nhấn ở trên này. Tuy nhiên trong cái cách hướng dẫn của mình sẽ chủ yếu là dùng các phím lệnh ha, để chúng ta dễ thực hiện hơn. Và mình có lấy sẵn một số cái mẫu để các bạn có thể xem. Đây, đây là một cái đơn xin xác nhận ha. Thì làm sao chúng ta có thể gõ lại được giống như cái này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì việc đầu tiên để gõ tiếng Việt chúng ta phải bật chương trình Unikey lên. Bằng cách chúng ta cũng nhấn ngay góc bên trái này ha. Chúng ta search program, chúng ta search cái phần mềm đó luôn là Unikey. Rồi, chúng ta nhấn để cho nó hiện lên. Chúng ta chọn bản mã là Unicode. Kiểu gõ của chúng ta sẽ là hai gạch nhấn dấu mà huyền sắc hỏi gạch nặng mà bằng số á, là từ số 1 đến số 5 á, thì là kiểu gõ VNI ha. Còn nếu chúng ta gõ dấu bằng chữ, ví dụ như dấu huyền là chúng ta gõ chữ F, hoặc là dấu hỏi gõ chữ R chẳng hạn, thì đó là kiểu gõ Telex. Thì chúng ta chọn cho đúng để khi chúng ta gõ sẽ chọn mới gõ được các bạn ha. Ok, mình sẽ dựa trên cái này và mình sẽ gọi cho các bạn ha. Đây, để cái này qua một bên, đóng bớt cái này lại. Rồi, cái này nó qua một bên. Rồi, cái chương trình Word của chúng ta gọn lại. Ok. Rồi, chúng ta đã mở phần tiếng Việt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phông. Đa số những cái phông mẫu biểu của chúng ta thường là phông Times New Roman của Kamaha. Rồi, chúng ta sẽ gõ ha. Trước tiên chúng ta chưa có ở đây á, các bạn thấy là chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nó đã được nằm ở giữa. Thì khi mà chúng ta soạn thảo chúng ta cứ gõ chữ xong đã, sau đó chúng ta mới chỉnh canh chỉnh lại ha. Ok, mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu chúng ta muốn viết hoa hết như thế này thì chúng ta ở trên máy tính chúng ta có cái chữ caps lock đây nè, chữ caps hoặc là caps lock, chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ viết hoa được ha. Còn nếu mà cái nút caps lock đấy mà nó đang bị tắt đi thì chúng ta muốn viết hoa thì chúng ta giữ nút shift, xong rồi chúng ta nhấn vô cái chữ nhấn nút shift, xong rồi chúng ta nhấn vô cái chữ cái A chẳng hạn thì là sẽ được cái chữ A hoa các bạn ha. Đó là cái kiến thức cơ bản ha. Rồi, tiếp tục. Chúng ta gõ độc lập tự do hạnh phúc ha. Tự do hạnh phúc ha. Trước khi qua phần gõ này mình cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn nhắc lại ha. Để gõ dấu nè.
thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là kiểu gõ VNI đúng không? Thì chúng ta giống 1 là sắc ha, 2 là huyền, hỏi, ngã, nặng. Còn số 6 là dấu ớ hoặc dấu ố ha, ớ nè, ố nè, rồi cái nào một cái mũ á. Còn số 7 là râu ha, ví dụ như ư nè, ơ nè. Số 8 là á nè, số 9 là chữ đờ các bạn ha. Rồi đây là những ai gõ dấu bằng số ha. Còn nếu gõ dấu bằng cái kiểu telex, gõ dấu telex, cái này là kiểu VNI ha, nãy mình nói, bây giờ mình sẽ ghi lại cho các bạn luôn ha. Telex, viết sao ta? Telex đúng không? Thì để mình viết trước ha. Huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng thì là nó sẽ là huyền hay là chữ F. Để mình ít dùng nên mình cũng hơi ấy ha. Sắc là chữ S, hỏi chữ R, chữ ngã là chữ X và dấu nặng là chữ Z. Ok ha. Telex thì cũng sẽ phổ biến bởi vì ai sử dụng trên điện thoại thì đều phải biết gõ telex để chúng ta mới gõ trên điện thoại được ha. Rồi nếu mà dấu A, chữ ớ thì những hai lần ha, ớ thì bằng hai lần A, những A hai lần. Ô cũng vậy ha, ô thì bằng o đó. Đờ thì giờ, chữ đờ thì bằng gõ bằng cách là hai chữ giờ. Rồi chữ ư, ơ, ư hoặc ơ thì là bằng cái chữ u với cái chữ w này ha, hoặc là o với w này. Ok ha, cái này sẽ là kiến thức căn bản ha. Rồi sau khi các bạn có thể gõ được chữ rồi thì mình để mình cất vào đây ha. Đây mình dán ở đây cho ngài muốn theo dõi ha. Mình sẽ cái này và sao xong ha. Rồi ta gõ tiếp ha. Đến cái phần trình bày đây có một cái dấu gạch ngang. Ok chúng ta sẽ tùy, chúng ta có thể gõ bằng cách để những dấu chấm này. Khi mà chúng ta enter nó tự động thành một cái dấu dài, nhưng mình không thích dấu dài thì mình nhấn Ctrl Z ha. Ví dụ này Ctrl Z để undo. Undo có nghĩa là bỏ lại, làm lại cái động tác, hoàn lại cái động tác vừa làm. Thì máy nó vừa tự động biến cái đường gạch thành cái đường dài thì mình nhấn Ctrl Z thì nó bỏ thành cái đường gạch đó đi ha, các bạn thấy không, nó thành cái đường gạch của chúng ta. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xuống dòng, chúng ta có từ đơn xin xác nhận ha, đơn xin xác nhận. Rồi tiếp tục chúng ta có kính gửi, lại có một cái gạch nữa. Ok đó, mình đã Ctrl Z ha. Rồi kính gửi nè, kính gửi hay kính gửi tùy các bạn ha. Ban giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, tôi tên hai chấm. Rồi chúng ta thấy những cái gạch chấm ra ha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất là các bạn cứ nhấn cái dấu chấm và chúng ta sẽ chấm dài như cái bảng ở phía bên ha. Mã số sinh viên. Rồi là chấm tiếp, chỉnh khi nó xuống hàng rồi thì chúng ta xóa ngược lại bằng cái nút backspace. Khi ta viết xong mà chúng ta muốn xóa ngược lại thì có cái nút backspace này ha. Backspace trên bàn phím của các bạn nó nằm kế dấu bằng á, thì nó sẽ xóa ngược lại cho các bạn một chữ ha. Rồi tiếp tục ngày sinh. Chúng ta thấy nè, cái chữ ngày sinh chúng ta lại thọt ra ngoài thì chúng ta phải ship mấy cái này vô trong một xíu ha, để chút xíu nữa chúng ta vậy thôi, cái này chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn ha. Ngày sinh chúng ta hai chấm là chấm 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 tiếp, dấu xuyệt chấm 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 xuyệt chấm 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 chấm. Rồi hiện đang học lớp mở ngoặc ngành. Rồi mình thấy cái chữ ngành nó nghiêng chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cho nó nghiêng. Rồi tiếp tục khóa hai chấm, rồi lại chấm chấm nữa, hệ đào tạo.
mở ngoặc ra, chính quy, liên thông, rồi bằng 2, chấm 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 chấm, rồi tiếp tục chấm 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 nữa. À, tại trường đại học Cần Thơ, rồi hộ khẩu thường trú. Rồi, cũng gạch 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 ra, người ta gạch cho hai dòng, cũng gạch cho hai dòng ha. Bạn thấy là khi gạch nó xuống dòng gì thì nó vừa xuống dòng thì chúng ta nâng gạch. Rồi chúng ta tiếp tục enter một cái. Chúng ta tiếp tục gạch tiếp. Cho giống cái đó ha. Rồi. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến ban giám hiệu trường. Nói chung là trăm hay không bằng tay quen ha các bạn ha. Các bạn thấy mình gõ khá là nhanh thì các bạn cũng phải chịu khó tập gõ, tại vì khi mình càng gõ thì kể cả các bạn gõ không được 10 ngón thì các bạn cũng sẽ gõ rất nhanh. Nói chung là kể cả hai ngón, nhưng nếu chúng ngày nào cũng gõ thì vẫn nhanh hơn người 10 ngón mà lâu lâu mới gõ ha các bạn ha. Cho nên mình cứ mạnh dạn mình gõ ha, kể cả mình gõ ổ cò cũng được, chúng ta cứ gõ nhiều là chúng ta gõ nhanh thôi. Lý do ha. Rồi, lý do vẫn gạch ra giống vậy. Tiếp tục, kính mong được sự chấp nhận của ban giám hiệu. Chúng ta chịu khó khi làm cái mẫu á, chúng ta cũng phải chịu khó gõ để chúng ta gặp những cái khúc mắc gì đó, là chúng ta cũng sẽ biết cách xử lý. Ví dụ như tôi gõ sai chữ thì làm sao chúng ta xóa cho nhanh đó, đó cũng là cái kỹ năng. Tại vì mình gõ nhầm thì cũng liên tục gõ nhầm các bạn, khi mình gõ nhiều chúng ta cũng hay gõ nhầm, thì gõ nhầm thì làm sao xóa cái nhầm đó. Đó, hơi xa quá rồi. Rồi, năm mình chừa chỗ cho cái phần năm nó có chấm ra. Rồi, người làm đơn. Rồi, ký và ký tên và ghi rõ họ tên. Rồi, ok, mình sẽ trước tiên khi bạn làm các bạn phải nên lưu liên tục nha các bạn. Chúng ta lưu vào một cái chỗ mà chúng ta muốn ha. Rồi, vẫn như cũ, mình sẽ lưu vào cái ổ đề mình như mình hướng dẫn ha. Rồi, thư mục góc 1 văn bản là đơn xác nhận nè, đơn xác nhận sinh viên trường. Rồi, chúng ta lưu vậy rồi. Ở trường hợp mà mất điện thì chúng ta vẫn có thể ha. Có được rồi, chúng ta nhìn ha, chỉ cộng hòa sau trung nghiên, chúng ta muốn in đậm lên và những tuần trình B ha. Rồi, nó còn nằm ở giữa nữa thì chúng ta canh giữa. Canh giữa thì nó có một cái nút đây, nó còn hướng dẫn chúng ta cái phím tắt, chúng ta thấy không? Control E nè. Ok, mình thử nha, chưa bao giờ mình dùng. Ok. Rồi. Vậy ha, ở đây mình sẽ mở ngoặc ra Control nè, B nè, rồi E nè, nó sẽ giúp cho bạn chui vô. À. Rồi, độc lập tự do hạnh phúc. Nó cũng là to luôn và canh giữa luôn, Control E. Ha. Rồi. Giả sử mình cắt này ra thì nó sẽ chui vô. Không, nhầm. À, thôi được rồi, cái này mình sẽ hướng dẫn cho bạn ở trên đi. Nó kỳ quá. Rồi, cái phần ở nằm trên ha. Rồi, cái dấu gạch này chúng ta đẩy vô. Rồi, đây là cái dấu gạch chấm. Nếu các bạn muốn giống y luôn á thì mình sẽ có một cái cách khác. Đó là mình vẽ một cái gạch. Chúng ta insert ở đây. Insert, chúng ta insert shape ha, để mở hết cỡ ra để chúng ta thấy ha. Insert shape. Rồi chúng ta kiếm cái gạch này. À, trong đây chúng ta có rất nhiều cái hình để chúng ta insert vô. À, các bạn có thấy hình vuông, hình tròn, tim, hình mũi tên. Rồi mình sẽ chọn cái mũi tên, cái đường gạch này thôi. Chúng ta gạch từ đây qua đây. À, rồi chúng ta có thể chọn màu cho nó, gạch nhấn nút phải vào nó. Chúng ta format shape. Rồi, ai đây chúng ta chọn color nè các bạn. Chọn đây màu đen ha. Rồi, chúng ta sẽ được cái đường màu đen. Ta xóa cái đường kia đi. Nhưng mà thường thông thường mình cũng không có cần phải vậy đâu.
chúng ta cứ đơn giản xíu cho nó nhanh. Rồi, tiếp tục đơn xin xác nhận thì cũng như ở trên cộng trong B cộng trong E nó vô giữa nha. Mình xuống một dòng đi cho nó đẹp. Rồi. Cái gạch này mình cũng muốn nó vô giữa luôn. Ok, cộng trong E. Rồi. Tiếp tục ha, kính gửi ban giám hiệu chúng ta cộng trong B. Bạn thấy không? Nó tô đậm lên. Và mình để ý nè, ở bên đây nó thụt vô một chút cho nên mình sẽ nhấn tab cho nó một cái. Cái nút tab sẽ nằm trên bàn phím của chúng ta, nó là cái chỗ này. Đây. Nằm trên cái nút cáp này. Và nhấn cái con trỏ chuột vào trước chữ K, xong chúng ta nhấn cái nút tab. Đó, nó đã thật vô ha. Rồi tôi tên cũng thụt vô một cái. Khi mình thụt vậy thì cái dấu chấm chấm này nó xuống dòng, các bạn xóa bớt đi để cho nó nhảy lên lại. Đó. Ngày sinh thì nằm đó, đúng rồi. Khóa đại nè, hộ khẩu thường trú nó thụt vô, chúng ta nhấn tab vô một cái. Rồi cái dấu chấm nó xóa thì chúng ta xóa bớt đi. Đó, nó sẽ nhảy lên lại ha. Rồi nay tôi làm đơn nó cũng thuộc vô một cái à. Rồi lý do cũng thuộc vô. Rồi lý do nó cái đó, nó cái dấu chấm nó dài mà nó xuống dòng, chúng ta xóa bớt đi. Rồi kính mong thuộc vô. Rồi người làm đơn thì thuộc vô mà còn in đậm lên, chúng ta chọn hết và chúng ta nhấn Ctrl B để cho nó đậm lên. Rồi ký tên và ghi rõ họ tên cũng thuộc vô, chúng ta nhấn tab đẩy cho nó nhiều vô thì nó sẽ vô ha. Nếu mà chúng ta nó lố thì chúng ta lùi lại bằng nhấn cách nhấn là backspace. Backspace là nút này ha, kế dấu bằng á. Nếu mà chúng ta muốn tới một xíu thì chúng ta dùng cái nút space bar, là cái nút tạo khoảng trắng, là cái nút dài nhất cái trên máy á, để cho nó tạo khoảng trắng ha. Đó, nó nhảy vô mà nó hơi nghiêng chút, chúng ta chọn hết cái đó, chọn bằng cách nhấn chuột kéo qua, quét qua, nhấn Ctrl Y. Rồi mình sẽ ghi chú cái Ctrl Y cho các bạn ha. Ctrl Y là Y ngắn. Rồi Y viết tắt của chữ Italic các bạn, nghiêng đây, hoặc là cái chữ ở đây, cái phím nó ở đây. Ok, chúng ta đã có một cái đơn giống Y, nhưng mà thực sự là có giống hay không là một vấn đề. Thì để biết chúng ta giống hay không á, thì chúng ta cứ in thử cái này ra. Ví dụ như chúng ta có cái mẫu á, đúng không? Mình gõ xong rồi, mình in thử nó ra. Các bạn phóng to ra, mình phóng to ra ha. Thì mình cứ in thử ra, chúng ta coi là thực tế mà chúng ta cầm trên tay á, nó có giống cái mẫu mà chúng ta nhìn thấy không? Nếu chúng ta in ra thấy nó chữ nhỏ, chúng ta sẽ phóng to lên cách nào? Chúng ta chọn hết bằng cách là những tuần quét từ trên xuống, quét chuột từ trên xuống. À. Chúng ta tăng cả chữ lên, ví dụ như 14 đi. Thôi, 12, 12 thôi. Đó, ví dụ này. Rồi mình sẽ sửa lại một chút ha. Khi mà chúng ta chỉnh như vậy thì nó lại nhảy mấy cái dấu chấm đó, nó xuống dòng thì nhìn nó xấu quá. Hai cách, một là chúng ta phá bớt cái dấu chấm đó đi. Hai là chúng ta vào thiết lập máy in, trang in bằng cách là những Ctrl P. Rồi, mình gõ đây ha. Thiết lập trang in ha. Ở đây đi. Nhìn ha. Trang in bằng cách nhấn Ctrl V. À. Đây, cái này mình viết to lên cho nó dễ nhìn. Rồi, nhấn Ctrl V thì nó sẽ có cái phần print ha, là để in. Nhưng mà trước khi in thì chúng ta phải thiết lập trang in trước. Thiết lập trang in bằng cách là chúng ta nhấn chữ page setup ở đây. Đây là trang setup là thiết lập ha. Rồi ở đây có cái phần chọn giấy thì bạn chọn giấy thẳng ở đây luôn đi, là A4 ha. Chúng ta sẽ chọn giấy A4 và page setup chúng ta vào đây. Chúng ta sẽ cho cái biên ở hai bên đó các bạn thấy không? Left là bên trái nè. Right là bên phải, có nghĩa là ở hai bên này chúng ta cho nó hẹp lại để cho nó chứa được nhiều chữ hai bên ha. Thì bên trái chúng ta để 2 cm ha, bên phải chúng ta để khoảng 1.5 thôi. Hoặc chúng ta để khoảng nhiêu đó chúng ta tùy ý, hoặc 2 trước đi, chúng ta thấy ưng là thì thôi. Chúng ta thấy cái dấu chấm nó vẫn nằm ở dưới, chúng ta cho thêm nó ngắn lại luôn. Còn nếu mà ngắn quá mà thấy nó vẫn xuống thì chúng ta lại vô xóa bớt dấu chấm đi, để cho nó nhảy trên dùng mã số sinh viên đây ha. Đó, mình xóa một cái hay là nhảy lên rồi. Rồi, hộ khẩu thường trú nè, chúng ta xóa bớt đi. Đó, nó nhảy lên, các bạn thấy không? Rồi tất cả những đây ở chữ 12 đơn xin xác nhận thì thực sự là cái đơn này đáng lẽ mình nên viết to hơn một chút xíu nha các bạn.
Ở đây cái ví dụ của người ta làm cái đơn nó hơi nhỏ để mình xem lại cái đây là tại vì mình à họ cũng có làm cái chữ đơn này to hơn đó các bạn, cho nên mình sẽ cho nó to hơn ha, to hơn bằng cách chúng ta chọn hết cái đó, quét hết, quét con chuột ha, dùng chuột ấm từ đầu đến qua bên hết cái này, rồi chúng ta chọn chữ này, ở đây chọn 14, 16, có thể cho là 16 đi, đó nó sẽ to hơn. Nhưng mình lưu ý các bạn là khi muốn biết là nó đẹp hay xấu là việc in ra là rất cần thiết ha, việc in ra luôn cần thiết ha, để kiểm tra này. Kiểm tra kích thước nè chữ, tại vì chúng ta nhìn trên máy tính thì chúng ta không tưởng tượng được nó to hay nhỏ các bạn, khi mình in ra mình sẽ thấy nó nhỏ quá thì nó sẽ điều chỉnh lại để chúng ta có thể đọc được ha. Thì cái phông chữ mà phổ biến ở các văn bản Việt Nam là từ 13 đến 14 ha. Kích cỡ nè, kích cỡ phông chữ là 13, 14 ha. Đẹp quá thì 12 thôi các bạn, nhưng mà cũng không có phải 15 đâu nha. Kích thước chữ ha. Rồi kiểm tra chính tả. Một văn bản mà sai chính tả thường đem lại cảm giác một khó chịu, hai là người ta nghi ngờ vào cái sự cẩn thận của chúng ta, dẫn đến là làm sai cái mục đích ta mong muốn ha. Rồi mình đã làm cho các bạn một cái đơn xin xác nhận như cái mẫu ở đây ha, một cái A phía dưới này còn một ít nội dung nữa nhưng mà thôi cái này cũng đơn giản thôi. Thì qua cái này chúng ta có thể thấy được là những cái tính năng quan trọng nhất đó là tô đậm nè, canh giữa nè, cách chừa dòng nè, mình lùi vào cho các bạn thấy không, rồi hình nghiêng nè, đó thiết lập trang in ha, mình nhắc lại còn trên P chọn giấy P setup ha, trên dưới tại vì cái nội dung này ngắn cho nên trên dưới mình không cần phải chừa, mà trái phải có thể chúng ta phải chỉnh một chút ha. Rồi trường hợp chúng ta muốn in cái tờ giấy ngang ra thì chúng ta có chọn ở đây ha. Thì một số cái mẫu biểu người ta sẽ in ngang ra thì các bạn có thể sử dụng để in ngang ha. Rồi ở đây có khi mà chúng ta nhấn lệnh in đó, thì chúng ta có thể lựa nè, nếu chúng ta in tất cả các trang dù những cái văn bản của chúng ta nó có nhiều trang giấy đó, thì chúng ta sẽ print on page, nghĩa là print in tất cả các trang, dịch nghĩa là như vậy. Còn nếu không chúng ta sẽ ghi rõ từ trang mấy đến trang mấy bằng cách là ví dụ như từ trang 1 đến trang 2 thì 1 trừ 2 đó. Nếu từ trang 1 đến trang 5 chẳng hạn nó có 5 trang thì 1 trừ 5. Nhưng ví dụ nè, các bạn muốn in trang 1 và trang 5 thôi, không in trang 2, trang 3 thì chúng ta 1,5, các bạn hiểu không? Nha, chúng ta để ý ha. Rồi nếu máy in của chúng ta có chức năng in hai mặt thì chúng ta sẽ nhấn ở đây print one side hoặc là both side, nó sẽ tự động in trên hai mặt cho chúng ta. Các chức năng khác thì sau này mình sẽ giới thiệu thêm sau ha. Rồi những cái đó là những cái cơ bản. Ok, mình sẽ chuyển sang một cái ví dụ. Mình sẽ tiếp tục qua một ví dụ tiếp theo ha. Mình sẽ mở một cái luận văn tốt nghiệp mình có sẵn ở đây. Chúng ta sẽ trình bày lại một vài trang. Dựa vào đó mình sẽ trình bày một số cái các chức năng cần thiết để chúng ta có thể làm được một cái trang như thế này ha. Thì về cách làm thì cũng như mình đã nói, chúng ta sẽ gõ các chữ ở đây vào trong máy của chúng ta, trong cái file Word của chúng ta ha. Rồi chúng ta sẽ mở file Word. Chúng ta sẽ đưa chuột vào góc trái màn hình ở dưới, chúng ta nhấn vào cái biểu tượng này ha, đó chúng ta search word ha. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái plan document, cái tài liệu trống ha. Rồi mình sẽ để như thế này để chúng ta có thể thấy và chúng ta gõ ha. Ok, việc đầu tiên là gõ văn bản. Chúng ta sẽ tiếp tục mở cái phần mềm mà tiếng Việt lên bằng cách nhấn vào nút trái màn hình là search Unikey. Chúng ta chọn bản mã Unicode, kiểu gõ là tùy theo các bạn ha,
có trình bày ở đoạn trước, nghĩa là nếu chúng ta gõ dấu theo bằng số thì chúng ta sẽ là chọn bản mã, chọn kiểu gõ BNI, còn nếu chúng ta gõ bằng dấu huyền sắc hoặc là nặng bằng các chữ cái thì đó là kiểu gõ Telex. Chúng ta chọn kiểu gõ xong thì chúng ta đã có thể gõ được tiếng Việt. Ok, mình sẽ tiếp tục gõ một vài đoạn ha. Chúng ta nhìn ở trên trên cái file này, cho ta thấy nó có một cái đoạn trên. Cái đoạn trên có chữ Học viện Tài chính và Luận văn tốt nghiệp. Thì cái này nó sẽ được in lặp lại ở tất cả các trang. Các bạn thấy không? Trang nào cũng có đây. Ở phía dưới á, thì sẽ có cái chữ là sinh viên Triệu Thu Huyền lớp. Thì những cái phần mà lặp lại này á, chúng ta sẽ đưa nó phần gọi là footer và header. Trang giấy của chúng ta có một cái phần trên, chúng ta tưởng tượng có một cái phần trên nó gọi là header. Header là đầu, foot là chân. Thì phần dưới là chân, phần trên là đầu. Thì chúng ta cái phần nào mà nằm trên chúng ta sẽ để trên header. Ví dụ ha, mình sẽ gõ luôn Học viện Tài chính. Rồi bên kia là luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp. Đó, ta gõ được rồi. Ok, chúng ta chỉnh phong cho nó luôn. Ta chọn thông Times New Roman. Rồi, chúng ta đinh đậm bên nghiêng cho nó. Cái này họ không viết hoa, ok, mình sẽ viết thường lại. Học viện, mình viết giống y luôn. Tài, rồi, C9, rồi. Luận văn tốt nghiệp. Mình thì cũng thích cái kiểu viết mà vừa cao vừa thấp vậy đâu các bạn. Thôi, đang làm cho giống y họ ha. Rồi chúng ta làm cái gạch, đường gạch. Ok, chúng ta kéo ra, chúng ta enter cái nó tự động biến thành cái đường gạch cho chúng ta. Ok, mình chuyển xuống cái phần footer. Footer đây chúng ta nhìn thấy là ở dưới đây là tên của sinh viên. Ok, mình sẽ gọi SV Triệu Thu Huyền. Rồi bên kia là lớp. Và tab ra ha. Tab. Rồi, lớp CQ51-23.01. Rồi chúng ta chọn phong cho cái đoạn này ha. Times New Roman. Rồi anh nghiêng cho nó, nhấn Ctrl Y và tô đậm luôn, Ctrl B. Rồi phía trên á, phía trên chúng ta thấy có cái đường gạch đúng không? Rồi enter nó xuống đi. Ở trên chúng ta có một cái đường gạch. Rồi enter một cái. Đó, là đã có một cái đường gạch ha. Rồi chúng ta quay lại. Khi chúng ta muốn sửa trên footer header á, thì chúng ta nhấn đúp hai lần, gọi là double click các bạn, và nhấn nhanh con chỏ chuột, nhấn bên trái chuột hai lần liên tiếp ở trên cái phần trên này. Chúng ta cứ nhấn bất kỳ ở đâu thì sẽ giúp cho chúng ta có thể vào được cái khu này để chỉnh sửa. Tương tự ở dưới ha. Rồi chúng ta vô bằng nội dung ở bên trong có trang giấy ha. Thì đây mình sẽ thấy ha, chương 1 ha. Cũng như nãy ha, mình sẽ gõ chương 1 tổng quan về kế toán thu chi ngân sách xã. Rồi 1.1 khái quát chung về thu chi ngân sách xã và quản lý thu chi ngân sách xã. Rồi chúng ta có 1.1.1 khái quát chung về thu chi ngân sách xã. Rồi đây chúng ta bắt đầu gõ nội dung ha. Gì vậy? Rồi khái niệm sách xã, chúng ta thấy người ta để một cái chấm, một cái chấm rất đặc biệt. Thì chúng ta sẽ làm sao? Cái chấm đặc biệt đó chính là bullet. Đây, bullet đây các bạn, khu này. Chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta có thể chọn trước cái mũi tên này để cho có nhiều loại bullet xong chúng ta thấy đúng là cái mà bên cái file của họ đang làm đó. Quá, nó sai rồi. Rồi, chúng ta có cái hình đó luôn.
anh ta gõ ha, khái niệm ngân sách xã, hai chấm ha. Rồi, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ở mọi quốc gia đều là sự hợp thành một số cấp hành chính nhất định và có sự phân công phân cấp về quản lý kinh tế. Hy vọng khi các bạn coi mình làm thì các bạn cũng thể gõ cùng theo ha. Xã hội cho mỗi cấp đó. Rồi, họ viết mấy dòng, mình viết một dòng thôi ha. Rồi, tiếp tục là bỏ qua một chút ha. Rồi mình đến phần đặc điểm ngân sách xã luôn ha. Rồi, làm sao mình lại có cái dấu như vậy? Thì tiếp tục là những đề đó, đặc điểm ngân sách xã ha. Chuyển hành dấu trừ, ok, dấu trừ ra. Ngân sách xã là cấp cơ sở trong hệ thống ngân sách nhà nước. Rồi, ngân sách xã thể hiện các hoạt động. Rồi, lại về đi ha. Rồi, tiếp tục là xuống đây. Rồi, cái 1.2 chưa? Rồi, đây 1.2 ta gọi tiếp ha. Rồi, ta nhấn back về sẽ 1.1.1.2 ta gọi tiếp những vấn đề cơ bản về quản lý thu chi ngân sách xã. Rồi, khi mà nó xuất hiện thì bên tôi cần nhấn backspace một cái là nó xóa luôn cái backspace, cái chữ 1.1.3 nha các bạn ha. À, đây cái nút backspace đó nha. Rồi, quản lý ngân sách xã là việc việc quản lý thu chi ngân sách gì đó. Rồi, ok thôi, mình sẽ mượn một cái file gốc của cái này nãy mình đã đào về đâu mình sẽ ha. Thì gọi là lâu quá. Kế toán đó là cái tài liệu và của báo cáo thực tập đây. Cái bài thi nghiệm thuật thì sinh viên gì ta, hồi nãy chúng ta coi là sinh viên gì, Triệu Thu Huyền, ok, đây luận văn một phút ha. Rồi, hồi nãy mình đã gọi cho các bạn, bây giờ mình sẽ copy để cho nhanh để các bạn có thể nhanh chóng vào cái vấn đề ha. Rồi, mình sẽ mượn cái đoạn này. Đó, nãy giờ mình đã gõ các bạn rồi, ra thì nó cũng đơn giản thôi ha. Rồi, copy xuống đây đi. Số trang ha, đến đây, 1, 2, rồi, 1, 2 thôi. Ta phải thấy được một số cái vấn đề của nó. Đây. Rồi, giả sử như mình đã gõ được như thế này. Dạ, cái này nó lại có cái định dạng sẵn nè các bạn. Rồi, không sao, mình sẽ hướng dẫn các bạn lại. Rồi, giả sử chúng ta đã gõ xong, ví dụ như cái đây chưa có lưu động gì hết không? Câu đậm gì hết. Rồi, ta sẽ canh lề lại ha. Ok ha. Rồi, mình sẽ để cái file gốc ở đây. Ở đây ha, thứ nhất chúng ta phải chỉnh phông lại. Các bạn nhìn nè, cái phông của chúng ta, chữ chúng ta không giống ha, chỉnh phông lại, chúng ta chọn hết bằng cách là chúng ta nhấn Ctrl A, đó, nó sẽ quét từ tất cả cho chúng ta, quét tất cả cho chúng ta, sau đó
chúng ta chọn phông chữ, chính là chữ phổ biến nhất Times New Roman ha. Hiện giờ các văn bản nhà nước được phổ biến là sử dụng phông chữ Times New Roman nha các bạn. Rồi, cái chỗ này là mình gõ rồi nè. Đặc điểm ngân sách tả. Tả cái này đi ha. Đó. Tả rồi, tả này luôn. Rồi, cái này mình sẽ tab nó vô cho nó giống ha. Đó. Cái này là có cái rồi, tab nó vô. Đó. Rồi. Ta tap vô để nó thẳng vô ha. Không đẹp quá. Bạn chờ mình xíu ha, để xem. Copy thì nó cũng hơi rắc rối, thì nó bị dính cái định dạng sẵn của cái file cũ. Ok, thôi vậy đi. Ta copy vào cái khác nè. Bạn chờ một chút xíu. Cái khác. Bây giờ mình rồi đó nó thẳng vô cho chúng ta đây nội dung thu chi ngân sách xã được không? Cái chỗ này dùng thu chi ngân sách xã, còn nó có cái hoa không nha, yêu cầu nè, dịch vụ nè, và nó lên trên lại, nó đây, nó có một cái hoa đây, ok, cái chỗ này mình sửa lại đây, à, cái hoa đây, đó, rồi, chúng ta lại xem, T nè, T đây, tiếp tục lại có cái nội dung gì đây nè. Nó bị lặp nha, thôi mình chú ý là mình hướng dẫn các bạn cách trình bày nha, đó. Rồi, chúng ta sẽ để ý ha. Đây. Trên cái file gốc của chúng ta chữ hai bên nó rất là thẳng ở đây. Chữ hai bên nó rất là thẳng ở hai bên thì làm thế nào cái file của chúng ta cũng làm được như vậy nè, thấy chỗ này nó thụt vô nè các bạn. Thì chúng ta sẽ chọn từ trên xuống dưới ha, chọn hết. Chọn hết. Đây, chúng ta nhấn cái nút này. Cái này gọi là justify, có nghĩa là canh hai bên luôn. Thì cái chữ chúng ta nó sẽ giãn ra. Giãn ra cho đến hai bên luôn. À. Rồi, chúng ta để ý tiếp nè. Cái phần mà mình copy qua đó. Các bạn để ý là nó có vẻ nó cái khoảng cách giữa hai dòng nó khác cái đoạn mà mình tự gõ. Ok. Mình sẽ chỉnh cái này làm sao cho nó giống cái này luôn ha. Thì các bạn chọn cái phần trên này. Cái phần mình gõ hồi nãy đó ha, chúng ta chọn hết bằng cách là click chuột từ cái đoạn cuối lên đoạn đầu ha. Rồi chúng ta nhấn nút phải chuột vô cái đoạn vô cái khu vực mỏng tô màu đó, nút phải chúng ta chọn paragraph. Ở đây nó có phần line spacing để giúp cho chúng ta điều chỉnh cái khoảng cách giữa hai dòng. Thì có thể mình thử để 1.5 ra, chúng ta xem thử ha. Ok, có vẻ là nó đã khớp rồi đó các bạn. Đó, nó giống rồi đó. Rồi. Ok, tiếp tục. Chúng ta chỉnh sửa tiếp ha. Cái phần tiêu đề chúng ta có chương 1 là nó được tô đậm ha. Rồi, chúng ta làm tô đậm. Tô đậm thì nãy mình đã hướng dẫn ở phần trước rồi. Là mình sẽ... Đâu, ở đây nó nằm đâu rồi? Trang máy ta, và chờ một xíu ha. 2.1 chương 1 đây, chương 1 đây, tổng quan về diễn thống nhân sách xã, chúng ta tô đậm hết cái đoạn này đúng không? Đây mình gồm một cái luôn, ta nhấn Ctrl B cái này vô tô đậm hết. Hai cái này nằm canh giữa, chúng ta nhấn chọn hai cái này thôi, chúng ta nhấn ở đây, đó là Ctrl E ha.
Rồi. Ta nhìn lại ha. Ta kiểm tra lại từ trên xuống dưới. Một trong những cái kỹ năng để chúng ta lập một cái file hoàn hảo, nghĩa là chúng ta trình bày đẹp. À, thứ hai là không có chính tả, thì chúng ta thử kiểm tra chính tả đọc. Cách mà có thể kiểm tra chính tả tốt nhất là các bạn phải đọc lên thôi. Dùng mắt nhiều khi các bạn không thấy đâu. Là một, đọc là một. Hai là chúng ta in ra. In ra thì chúng ta có thể phát hiện chính tả ngay lập tức. Vì ánh mắt của chúng ta quen nhìn trên giấy in rồi, chứ không quen nhìn trên máy tính. Nên khi chúng ta nhìn trên máy in thì có những cái sai chính tả là chúng ta sẽ thấy ngay. Nên mình nhắc lại các bạn là khi các bạn làm gì thì mong cái chỉnh như thế nào để đến cái đoạn phải in là được nha các bạn. Ok, đến cái đoạn in đây, chúng ta lại như hồi nãy mình hướng dẫn các bạn nhấn vào trên P. Trên P xong là chọn chọn giấy in, ha, chọn số trang in và các bạn nhìn nè, chúng ta lướt thử là 1 4 này, chúng ta xem là 1 2 trang 3 trang 4. Vậy có nghĩa là cái nội dung của chúng ta nằm ở 4 trang thì chúng ta nhấn từ 1 đến 4 ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn in ra, nếu chúng ta in hai bản cho hai người xem, nhấn hai bản ở đây. Nếu chúng ta muốn in hai mặt, ta nhấn ở cái chỗ này thì mình bút sai nếu mà máy in của chúng ta tốt. Và cái cỡ giấy chúng ta phải chọn là A4. Đó. Cái cỡ letter nó ngắn hơn các bạn. Chúng ta chọn A4 ha. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh hai bên. Nếu chúng ta thấy không đẹp, ta sẽ chỉnh thêm hai bên trên dưới cho nó đẹp ha. Rồi, ta sẽ in thử ra. Đó. Ok, đây là một cái phần luận văn tốt nghiệp. Thì nhân đây mình sẽ giới thiệu tiếp một số cái chức năng trên sử dụng Word ha. Máy mình đang đơ, các bạn chờ chút xíu ha. Gì đó. Ok, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số chức năng khác của phần mềm Word để chúng ta soạn thảo văn bản ha. Thì khi chúng ta soạn thảo văn bản, chúng ta cần chèn chữ nghệ thuật đi. Ví dụ như chúng ta ở đây, thay vì chúng ta để chương 1, chúng ta có cái tiêu đề là ở đây một cái tiêu đề là bài luận tốt nghiệp đi. Ví dụ vậy, mà thì viết làm sao cho nó kiểu một chút ha. Thì chúng ta sẽ làm ở đây là insert một cái gọi là anh coi để mình nhớ coi nó gọi là Word Art quá à. Tại vì lâu rồi mình cũng không xài thì insert mình nghĩ là insert ở đây thôi. À đây Word Art đây đó, chúng ta sẽ chọn ví dụ như chúng ta chọn cái mẫu này đó. Thì nó sẽ tạo cho một cái khối ha, kích thước của nó. Rồi chúng ta sẽ gõ chữ vào đây, ví dụ chúng ta làm bài luận tốt nghiệp, thấy không, nó ra cái chữ cực kỳ đẹp. Và ở đây chúng ta sẽ thiết lập nó ở đây và ok, nó sẽ có những cái dạng như là để trùng với chữ hay là thế nào đó, nhưng mà mình cứ để như vậy là được rồi. Ta thử xem mình nó còn cái gì nữa không. Đó, này nè, dù như nằm chung với chữ nè thì nó sẽ như vậy ha. Và nằm ở dưới chữ luôn, nằm lẫn trong chữ luôn. Thì không cần phải làm vậy. Ok, kích thước của chúng ta. Rồi, nó là như vậy. Chỉ cần enter thôi, chúng ta đã có một cái chữ rất đẹp rồi. À, mình có thể xoay nó. Thế nào đó. Thôi, không xoay ha. Rồi, đó là cái chữ của chúng ta. Ở đây nó có thể edit nha, các bạn nhìn nó có những cái cách để mà edit để mình thử tìm tòi coi. Nhấn nút phải cơ mà. Đây nè, mình có thể format shape ở đây. Chúng ta có thể thay đổi cái màu chữ ha, ví dụ như là đây, chúng ta có phần color, chúng ta có thể chọn thành cái màu đỏ chẳng hạn. Đó, chúng ta đã có cái color màu đỏ. Và cái độ mờ của nó, ví dụ như đó, chúng ta cái transparency là cái độ trong mờ của nó đó. À, thì chúng ta có thể xem ở đây. Rồi cái chiều rộng của chữ nè, đó các bạn thấy không? Đó, chiều rộng của cái bóng chữ á. Rồi, chúng ta có thể mày mò ở đây.
Và mình thấy như thế này, cái tự nhiên của nó là vẫn là đẹp rồi các bạn, cho nên là mình cứ dùng thôi. Trừ khi chúng ta có quá nhiều, ví dụ như trong cái bài của chúng ta nó có quá nhiều những cái chữ như thế này chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ dùng các kiểu khác nhau ha. Ở đây nó có thể làm đổ bóng cho các bạn nè. Relaxing là sao mình chưa hiểu ha. Rồi. Rồi, cái này thì nếu các bạn muốn đi chuyên sâu bạn có thể tìm hiểu ha. Đó, nó có A, cái này là đổ bóng M ha. M, ok. Rồi, các bạn nếu quan tâm các bạn có thể tự tìm hiểu ha. Mình nghĩ như vậy. Rồi, tiếp tục. Tại vì giờ mình thấy cái chương insert thì nó đã đẹp hơn rất nhiều rồi ha. Rồi, tiếp tục, dàn hình. Thí dụ như chúng ta đang làm đến đây, chúng ta muốn muốn dàn một cái hình để cho nó bắt mắt, như là người đọc có thể tưởng tượng hoặc là hình dung cái điều mình nói nó hay hơn, dễ hơn. Thì chúng ta sẽ chèn một cái hình, ví dụ ở đây là về quyết toán ngân sách, đây là khâu cuối cùng mà chu kỳ tổng kết lại quá trình thực hiện, thì mình có thể search tấm hình là bắt tay đi. Chúng ta có thể search trên Google để chúng ta tìm cái tấm hình bắt tay ha. Xong đó chúng ta chèn cái hình nó vô. Rồi. Đó, chúng ta thấy không? Rất là nhiều hình bắt tay. Ok. Ra lưu hình này lại. Copy lưu hình ảnh thành cái chúng ta cất một cái nơi nào đó, và như mình hay để thì bạn để vào cái thư mục gốc một ha, hình ảnh. Ok, hình bắt tay. Rồi, chúng ta đã có cái hình rồi, chúng ta vào file Word ha. Ở đây, ta enter xuống. Chúng ta bắt đây để con chỏ chúng ta ra sát cái này. Rồi chúng ta insert picture. Rồi, sau khi insert picture thì chúng ta lựa chọn cái thư mục chứa cái hình đó. Thì cái hình này bắt tay này đây thì cái hình này chúng ta có thể phóng to thu nhỏ ha, tuy nhiên chúng ta không thể kéo nó vô trong được. Đây là một cái điều khá phiền tức của cái chương trình Word này. Thì để giải quyết cái việc mà chúng ta muốn chèn cái hình này vô giữa, kéo nó vô trong giữa đó, thì các bạn có thể insert trước cho mình một cái gọi là text box. Đây, nó nằm ở phần insert, nằm text box. Text box này là một cái ô chứa chữ nhưng mà nó cũng chứa hình được. Symbol text box các bạn ha. À, để cái text box ở cái vị trí mà chúng ta mong muốn ha. Rồi, ta mở phóng to ra bằng cách kéo ở các góc. Rồi, chúng ta xóa cái chữ có sẵn của nó đi. Xong đó chúng ta cắt cái hình, cách nhấn Ctrl X này. Đi vô trong là nhấn Ctrl V đây. Đó, chúng ta thấy không? Cái hình của chúng ta đã nằm ở trong cái textbox này. Rồi, chúng ta làm kích thước cái textbox này nó vừa đủ thôi. Lúc này chúng ta nắm textbox đi thì cái hình này đã nằm trong cái textbox này thì hình đi theo ý của chúng ta. Rồi, chúng ta có textbox rồi nhưng mà tại sao nó còn cái gạch này, thì chúng ta sẽ cho cái gạch này là không có màu ha. Nó khỏi hiện ra cái màu này. Cách chúng ta format shape. À, nhấn nút phải lên cái cạnh á, cái cạnh của cái textbox á, nhấn phục tiếp, chúng ta chọn cái màu của color là no line, no, để cho xem, line là no line luôn, rồi ta thấy rằng nó mất tiêu cái dòng luôn, tuy nhiên chúng ta vẫn tưởng tượng đây nó có một cái và chúng ta có thể nắm nó đi được ha, ta cứ tưởng tượng là đang có một cái textbox, nó không có màu chứ không phải nó không có cái textbox nha các bạn ha. Rồi, chỉ cho các bạn cách insert một cái hình vào cái file Word của chúng ta. Ok, tiếp tục chúng ta muốn chèn một cái bảng vào. Thì chèn bảng là một cái chức năng của Windows, của Microsoft Word. Nhưng nó sẽ không hỗ trợ nhiều các bạn để tính toán đâu. Cái bảng này chỉ để trình bày thôi, bằng cách chúng ta chọn đây, chúng ta nhấn vào Insert Table. Chúng ta muốn là cái gồm có 2 cột 2 dòng chẳng hạn, hoặc là 3 cột 2 dòng, hoặc là 3 cột 3 dòng, chúng ta sẽ kéo cái con chuột đây. Chúng ta nhìn thấy ngay cái góc này,
cái chỗ insert này có bắt đầu nó có số vậy ha. À, các bạn thấy không? 1 x 1 là 1, 2 x 1, 3 x 1 và 3 x 3 nó sẽ hiện sẵn cho các bạn ha. Rồi ok, nó sẽ hiện cho bạn một cái table là 3 x 3. Đó là chúng ta có ghi là danh sách họ và tên đi. Rồi năm sinh. Ví dụ như chúng ta muốn danh sách những cái người ví dụ như đây là cái bài về ngân sách đúng không? Đây là cái danh sách những người nắm giữ ngân sách đi. Rồi làm như ban lãnh đạo của cái ngân sách này. Năm sinh. Rồi quê quán. Thì cách chúng ta canh chỉnh những cái table này nó cũng giống như là các bạn làm bên ngoài thôi, nó canh giữa thôi, cái control này nó canh giữa các bạn ha. Rồi các bạn muốn cho nó đậm lên cũng control B đó. Rồi chúng ta kéo lên, có thể kéo cái này lên cho nó sát lên để nhìn cho nó đẹp. Nếu mà mình kéo không được thì chúng ta sẽ... thì một lý do là nó không cho kéo các bạn. Chúng ta có thể chọn ba cái ô này, chúng ta muốn canh giữa nó thì chúng ta nhấn nút phải nó sẽ, chúng ta tìm phải coi nó có một cái nút nào để chúng ta canh giữa không ha. Không thấy thì mình sẽ tiếp tục tìm ở ngoài này. Đâu để mình coi. Cái paragraph này coi, nó có cái canh giữa không ta? Indent, right, special, direct. Ok, thôi chút xíu nữa mình quay lại cho chỗ này đi ha. Chưa nghĩ ra. Ok, họ và tên mình sẽ ghi đây, Trần Văn A. Rồi, Lê Văn B. Năm sinh, ví dụ 1982. Rồi, 1967. Quê quán thì làm, ví dụ như là Nam Định đi, Thanh Hóa ha. Ok, thì đó là cái bảng ha, table ha, để mình thử tìm lại coi. Nó không có cái. Ở đây nè, có text direction nè các bạn. Nó sẽ có cái nơi để không, cái này cái hướng chữ các bạn. Chút xíu mình sẽ quay lại các bạn chỗ hướng chữ ha. Nó sẽ có cái phần autofit nè, đây, thử coi, autofit to window coi. Cái này là nó sẽ tự động hợp với cái thì autofit to content coi. Tự động theo cái số chữ. Rồi mình thử cái autofit tiếp tục ha, column width coi. Chưa giải quyết thì cho mình cái dòng rồi. Ok. Còn trên Z đi, mình không thích cái này. Ủa tìm lại cái. Ok. Cái chỗ này ha, chúng ta sẽ chọn hết chỗ này. Rồi vào cái layout. Các bạn thấy nè, rất là nhiều chức năng ở đây. Thì okay, chúng ta thấy những cái ô đây chính là chúng ta muốn là align center đó. Đó. Thì cái chữ của chúng ta sẽ nằm gọn lại ha. Có thể chúng ta chọn cho nó nằm ở dưới luôn. Ok. Đó. Ok. Đó là insert table ha. Thì ngoài ra chúng ta có thể thêm cột, thêm dòng, ví dụ như ở đây. Ví dụ như các bạn muốn thêm một cái dòng nữa, ví dụ như mình muốn thêm một người nữa thì mình tạo một cái insert row below. Insert rows below. Đó, nó sẽ tạo cho các bạn một dòng ở phía dưới. Hoặc là chúng ta muốn tạo một cái cột nữa, ví dụ như chúng ta muốn làm số thứ tự thì chúng ta sẽ nằm ở bên trái. Thì chúng ta insert cái column bên trái. Column to the left. Đây, chúng ta cái nhấn nút phải vào cái chỗ này. Và nhấn chọn chỗ này ha. Xong chúng ta nhấn nút phải chuột. Ta nhấn insert column to the left. Rồi, nếu mà chúng ta insert xong chúng ta đổi ý, chúng ta muốn xóa đi, chúng ta cũng chọn hết bốn cái ô này. Nhấn nút phải tiếp là delete columns. Xóa cái cột đó cho các bạn ha. Rồi. Tiếp tục chúng ta muốn tạo một cái cột bên phải cũng vậy, chúng ta chọn chỗ này, ta nhấn nút phải. Chuột và chúng ta insert column to the right.
Rồi, đó là các thao tác với một cái bảng tính ở trong Word các bạn ha. Giới thiệu các bạn thêm một cái phần tiếp theo, đó là vẽ sơ đồ. Thì vẽ sơ đồ thì cũng mình cũng đã có nói một cái phần trước, ví dụ như mình muốn muốn vẽ một cái đường gạch chẳng hạn ở dưới cái chữ Cộng hòa sao cho Việt Nam á, thì chúng ta insert một cái shape vào đây. Thì chúng ta nhìn đây có rất là nhiều những cái biểu tượng để chúng ta có thể insert ha. Ví dụ như mình cũng vẽ sơ đồ tổ chức đi, ví dụ như là quy trình thanh toán chi phí mua hàng đi. Thì giờ chúng ta sẽ vẽ ra, ví dụ việc đầu tiên là cái anh mua hàng là phải đem hóa đơn về. Ok, chúng ta sẽ bỏ cái ô vuông đây đó. Ok, ô vuông ha, cái này sẽ không có màu, format shape ha. Line không, đây no color, rồi sẽ có đây. Rồi, nếu chúng ta muốn gõ chữ vô đó thì chúng ta sẽ insert một cái text box vô trong này. Bên trong cái hình chữ nhật mà chúng ta vừa tô á, chúng ta viết chữ vô. Đó, mà nhân viên mua hàng tập hợp hóa đơn. Rồi. Chúng ta sẽ nhấn nút phải chuột để phục mấy cái này để không có cái đường kẻ ha bạn ha, thì no line. Đó, chúng ta thấy không? Có một cái ô vuông có chữ ở trong ha. Tiếp tục ta insert một cái mũi tên, chúng ta nói ha, đây mũi tên mình không biết sao đây nó cũng mặc định màu xanh rồi, màu đen này ha. Tiếp tục chúng ta insert một cái ô nữa, insert tiếp, tiếp tục một cái hình vuông rồi. Nó về màu đen đi, chúng ta không có ha, không bên trong thì chúng ta không có màu. Cái hình cái đường thẳng này nó hơi méo nhỉ, cho nó thẳng xíu thôi của mình đó. Nếu mà chúng ta muốn thẳng chúng ta nhấn shift cái là thẳng lắm các bạn. Rồi cái này cái color cái đường nó cũng màu đen rồi. Nếu là tiếp tục copy chúng ta sẽ tạo cái text box giống như này ha. Thì cách nhanh nhất là chúng ta cứ copy vào thôi. Chúng ta điền chữ ở trong đây, thủ quỹ chi tiền đó. Rồi chúng ta đã có một cái biểu đồ đơn giản ra. Có thể chúng ta insert những cái biểu tượng khác để chúng ta vẽ, ví dụ như cái đường này đó các bạn thấy không, đó có các loại mũi tên luôn. Thì các bạn cứ có thể mày mò trong đây là shape ha, nó có đủ các hình cho các bạn, nó cả dấu cộng trừ nhân chia cho các bạn vẽ, có cả cái phần giống như là callouts, có nghĩa là giống như các bạn vẽ truyện tranh đó các bạn. Đây nè, nó có cái mũi tên nè, đây ví dụ như mình vẽ ở đây đó, thấy không, nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái này là thuộc phần nâng cao rồi, khi chúng ta trình bày văn bản mà nhiều cái quy trình như thế này chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian ha. Nếu chúng ta làm một cái bài quan trọng, ví dụ như đây là một cái bài luận văn tốt nghiệp thì ok, chúng ta sẽ đầu tư làm thật là kỹ. Rồi, mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi ha. Rồi, đánh số tiêu mục tiểu mục thì cái này nó cũng thuộc về phần thảo văn bản ha. Thì mình sẽ ngược lại phía trên này đi. Giả sử đây là mình gõ tới đây, mình muốn đưa ra một cái danh sách làm danh sách các xã thực hiện đúng, thực hiện tốt chính sách nhà nước vậy ha. Rồi chúng ta đây bắt đầu có xã 1 đó, xã 1 là xã Thuận An, xã 2 là xã Thuận Phát. Thì chúng ta có cái chỗ này đánh số ở đây thì nó có chữ numbering, và kế bên ở đây là nãy là mình đánh bằng cái bullet, thì numbering nó sẽ đánh số các bạn ha. Ok, đây là đánh số kỳ quá.
nhớ cái số cũ của bạn. Ok, các bạn khỏi cần cũng được, các bạn nhấn số 1 đây trước đi. Chấm cái các bạn cách ra là nó hiểu chúng ta đang muốn đánh số 1 ở đây. Rồi, tả thuận ngang. Tiếp tục. Thấy không? Enter xuống dòng là nó đánh một cái số mới, tả thuận phước. Tiếp tục, đó các bạn thấy không? Cũng nhảy tự động luôn, tả kiến nghĩa. Rồi, đó, đó là cách chúng ta đánh dấu số cho phần trình bày của chúng ta. Và cái kế tiếp mình muốn giới thiệu các bạn là copy định dạng. Copy định dạng là sao? Có nghĩa là vậy nè, khi mà chúng ta đang thực hiện đúng không? Ví dụ đây, có cái phần 1.1 này, khái quát chung về thu chi. Rồi, chúng ta ở dưới này có cái phần 1.2, giả sử nằm ngay sát đây đi ha. Giả sử luôn 1.2 tìm hiểu cơ cấu lãnh đạo, quản lý ngân sách. Đó, dù như có cái mục như vậy. Rồi, thì thay vì mình phải nhấn Ctrl B thì chúng ta có thể copy cái định dạng của cái dòng này bằng cách chọn cái dòng này, sau đó chúng ta nhấn cái cọ quét sơn đây nè, chúng ta nhấn vào đó, xong mà chúng ta chọn cái dòng 1.2 này thì nó sẽ làm y chang cái này luôn, còn dư thêm chữ 1.2 nữa ha. Đó đi, đó các bạn thấy cái công cụ format printer chưa? Cái công cụ này cũng là cái công cụ phổ biến ha, các bạn cố gắng sử dụng thường xuyên. Thì tóm lại là trong hai phần thấy quen chúng ta tất cả những cái phần mềm soạn thảo văn bản này, khi chúng ta làm nhiều lần hoặc là chúng ta làm một cái công trình dài khoảng 100 trang chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ rất là nhuần nhuyễn về các thao tác của phần mềm này. Mình chúc các bạn thành công trong cái video về cơ bản về chương trình Word soạn thảo văn bản này, và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo về các phần nâng cao hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.